Xin chào các chị đã đến với kênh Cắt May Mẹ Bóng. Hôm nay thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho các chị chúng ta nẹp cổ tim như thế nào cho đẹp. Hôm trước thì mẹ Bóng đã hướng dẫn chúng ta may nẹp rồi. Vậy thì với cái cách may nẹp đó, chúng ta có thể may được cho cổ tim hay không? Thì điều này là hoàn toàn có thể được nha. Đây là mẹ Bóng áp dụng cái cách nẹp thông thường. Cách nẹp thông thường nè mà mẹ Bóng đã hướng dẫn trong cái video mà chúng ta nẹp á, nẹp vuông, nẹp tròn. Bây giờ nẹp tim thì chúng ta có nẹp được hay không? Vẫn nẹp được nha, nhưng mà các chị lưu ý dùm cho mẹ Bóng một điểm rằng là khi mà mình may cái đường đầu tiên để mình lật vào bên trong mình nẹp đó, thì tới ngay cái vị trí góc này mấy chị phải quay kim và cắm kim, quay kim cho nó đúng ngay cái vị trí góc. Và sau đó để khi mà mình may xong để mình lật vào được bên trong cho nó êm thì bắt buộc là mình phải bấm góc. Bấm góc là mấy chị sẽ dùng cái kéo bấm này, mấy chị bấm thẳng vào trong cái góc mà mấy chị quay kim đó. Đó, mình bấm thẳng nhưng mà đừng có làm đứt cái sợi chỉ ha. Bấm càng sát thì cái góc càng đẹp. Chính vì vậy mà để cho khi mình may cái này á, nó không bị bể cái góc của trái tim á, thì thông thường là mình sẽ ủi một cái lớp keo trước khi mình may ha. Mình cắt một miếng keo nhỏ nhỏ thôi, mình ủi ngay cái góc này thôi. Mình ủi lên ngay cái góc này thôi. Để khi mà mình bấm như thế này á, thì nó có cái lớp keo, nó sẽ không có bị tưa cái góc này của mình. Các chị lưu ý chỗ đó thôi. Còn cái cách may thì nó y như may nẹp bình thường mà mẹ Bóng đã hướng dẫn rồi. Đó, khi mà các chị bấm xong thì các chị lật vào bên trong, nó sẽ ra được như thế này ha. Vậy thì khi mà chúng ta lưu ý cái phần bấm nó xong thì khi chúng ta may bình thường giống như một nẹp bình thường và chúng ta ủi ra, ủi vào mặt trái như thế này. Ở trong mặt trái nó sẽ có miếng nẹp như thế này, mí một ly như thế này ha. Và ở ngoài thì nó sẽ như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái cách nẹp thông thường nha các chị. Còn ở đây thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho mình một cái cách nẹp. Đó là cái kiểu nẹp thứ hai ngoài cái kiểu nẹp số 1 mà mẹ Bóng đã hướng dẫn trong video hướng dẫn kiểu nẹp số 1 rồi, kiểu nẹp tim số 1 rồi. Còn đây là kiểu nẹp tim số 2. Ở kiểu số 1 thì nó hở, còn ở kiểu số 2 này thì cái cổ của mình nó sẽ dính liền luôn như thế này ha. Và sau đây thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta thực hiện cái kiểu số 2 này như thế nào nhé. Rồi, video này mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta sẽ làm cái mẫu số 2. Ở mẫu số 2 này thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như mẫu số 1, là chúng ta cũng sẽ vẽ đường may lên trên cái mặt phải và đường may này chúng ta sẽ kéo dài ra luôn để chúng ta dễ canh nha, kéo dài ra. Trên phía cái nẹp của mình chúng ta cũng sẽ vẽ đường may và chúng ta sẽ đặt hai cái đường may này trùng với nhau. Khi chúng ta kéo dài thì chúng ta sẽ biết được nó nằm ở đâu nè. Mình sẽ đặt cho nó trùng nè ha. Và mình ước chừng mình nhìn ở bên dưới canh canh hai miếng này đó, một đoạn đầu này thôi là nó trùng với nhau. Rồi miếng thứ hai chúng ta cũng sẽ đặt lên trùng đường may ha. Mình sẽ canh canh ước chừng nha các chị cho nó đúng nha. Rồi, và khi mà chúng ta đã đặt lên như thế này rồi thì chúng ta cũng sẽ vẽ một cái đường thẳng giữa hai cái giao nhau này. Rồi lật xuống mặt bên dưới kẻ một đường tương tự. Rồi ha, như vậy là chúng ta đã kẻ xong thì chúng ta sẽ lấy ra. Ở cái kiểu số 1 mình sẽ ghim, còn ở kiểu số 2 này mình sẽ lấy ra hết. Và lúc này các chị sẽ cắt theo cái đường mà mình vẽ này nha. Mình cắt theo đường vẽ này luôn. Rồi bên đây mình cũng có một đường vẽ và mình sẽ cắt theo đường vẽ này. Rồi bây giờ các chị đã có hai cái đường như thế này, chúng ta sẽ lật ra, nó sẽ có được cái chữ V như vậy. Rồi chúng ta sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau, cái mặt có phấn là đang là mặt phải nha các chị. Rồi mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau như thế này, ngay cái góc chữ V này phải trùng với nhau ha. Và chúng ta sẽ đi may một chân vịt ha. Đi may một chân vịt từ đầu này tới ngay đúng cái góc này, các chị cũng sẽ phải cắm kim song song với cái góc và chúng ta xoay kim, chúng ta may một chân vịt qua bên này. Sau khi chúng ta đã may xong ha, chúng ta may từ trên này may xuống đây, may qua đây đó, và cắm kim thì các chị nhớ cắm kim đúng góc ha. Và chúng ta sẽ bấm một cái dấu bấm sát vào ngay đúng cái góc mà mình vừa mới quay. Cái này các chị phải dùng cái kéo có cái mũi nhọn nha, mình bấm nó mới đẹp được. Nhớ đừng có bấm đứt cái đường may ha các chị. Đó, và mình bấm sát cái đường may, sau đó mình sẽ lộn ra. Đó. Lúc này các chị sẽ
mở ra ha, mở ra, mở cái đường may ra hai bên, và mình sẽ úp cái mặt nó vào nhau. Rồi, như thế này là các chị đã thấy, mình hình dung ra được rồi đúng không? Nó đã có được một cái nẹp dạng tim đúng như cái cổ mà mình mong muốn. Đó. Và bây giờ các chị sẽ đi may cái nẹp này vào trong cái thân này. Tương tự như mẫu số 1 thì các chị cũng sẽ phải bấm cái góc này. Và nếu như chị nào cẩn thận thì chúng ta sẽ đi ủi keo. Ở đây mẹ bấm sẽ không ủi keo. Rồi cái phần này thừa, cái phần vải thừa này chúng ta sẽ gọt đi cho nó đều. Mình dễ canh cái góc nha. Rồi. Sau đó thì các chị cũng sẽ đặt ha. Mình sẽ đặt nè. Ở đây các chị sẽ có một cái góc nè. Một cái góc ngay đây là cái góc để quay kim nè. Thì các chị sẽ dùng kim ghim. Các chị sẽ ghim cái góc này vào đúng cái góc ở trên cái cổ của mình. Ha. Rồi mình ghim tạm như vậy để mình dễ canh. Và các chị cũng sẽ may sẽ may từ bên này. Hơi kéo bo rất là nhẹ, kéo nhẹ thôi. Tại vì cái cổ này cổ tim không phải cổ tròn nên mình không cần kéo nhiều đâu các chị. Đó, mình sẽ đặt bên đây, mình may theo đường may tới đây. Mình sẽ xoay và mình may qua bên đây. Tương tự như cái mẫu số 1 ha. Các chị sẽ may từ trên ha. May tới vị trí góc này lúc mà mình cắm kim ghim rồi đó. Là bây giờ mình rút kim ghim ra và góc ở trên cái nẹp này và góc ở trên cái thân này nó phải trùng nhau nha mấy chị. Nếu không trùng nhau thì mình phải tháo ra mình làm lại nha. Để không là cái cổ mình bị méo đó. Rồi sau đó tới đây các chị sẽ xoay góc nè. Lúc này là hồi nãy mấy chị bấm rồi thì bây giờ mấy chị sẽ dễ xoay nè ha. Mấy chị sẽ xoay góc qua và chúng ta sẽ may tiếp phần bên còn lại. Rồi các chị cũng sẽ hơi kéo nhẹ thôi nha. Mình hơi kéo nhẹ nhẹ thôi, mình đừng kéo mạnh quá. Nó sẽ nhăn cái vải của mình. May theo đúng đường may mình đã chừa. Đó, như vậy là chúng ta đã may từ bên này, cắm đúng ngay cái góc quay qua bên đây. Và bây giờ mình sẽ đi vắt sổ đường này và ủi nữa là xong. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái kiểu số 2. Ở kiểu số 2 này thì nó sẽ không có hở ra giống như kiểu số 1 mà cái cổ tim của chúng ta nó sẽ liền luôn. Thì nó sẽ đẹp hơn ha các chị ha. Thì tùy mình thích kiểu nào thì mình sẽ làm kiểu đó nha. À, các chị cũng có thể đi, chúng ta mí 1 ly hoặc là mí 5 ly lên cái đường này giống như cái kiểu số 1. À, chúc các chị thành công với cái kiểu cổ này nha. Mẹ Bóng xin chào các chị nha. Nếu thấy video hay thì các chị hãy like và subscribe cho mẹ Bóng nha. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.